Có cái ông kia ông nói: ô, vợ con phá thai 4 lần mà tại nó phá chứ con đâu có phá. Những đức nói gì thì nó đâu mà nó phá. Không lẽ tự nhiên mình nó uống nước tú nữ nó có bầu. Như cái nước tú nữ á, mà uống nước mà có bầu mà phụ nữ đi phá thai, đó là tội phụ nữ, không có dính đàn ông nha. Còn ở đất nước chúng ta là mấy ông đàn ông phải chia hai. Thí dụ như 10 phần mấy ông phải chia 5, mấy bà 5. Tại vì tại mấy ông mà mấy bà có bầu. Thì mấy bà mới đi phá thai, đúng không? Mấy ông phải chịu 5 phần. Nên mấy ông đàn ông phải cố gắng tu khi mà vợ mang nghiệp phá thai. Lúc trước mình không hiểu, trời ơi, cái nghiệp phá thai này nó ráng sợ lắm á. Gia đình lộn xộn lu bu cũng do cái nghiệp phá thai mà ra đó. Rồi sắc diện mau già cũng do gì phá thai mà ra đó. Quý vị biết rằng bác sĩ đông y người ta nói một câu á: một người phụ nữ phá thai một lần còn tổn hơn đẻ 3 lần. Phá thai một lần tổn hơn đẻ 3 lần. Đó. Có nhiều người nói rằng chỉ một cái giọt máu thôi, con phá cái giọt máu chứ có giết ai đâu. Vừa tượng hình cái giọt máu mà biết mình mang thai là đã là một linh hồn nhập vào đó rồi để tượng hình. Nhưng mà mình phá cái giọt máu này là mình phá cái thân rồi đó. Là nó, cái giọt máu này là cái hồn nó không có chỗ để mà lưu trú. Nên giống như mình giết một con người rồi đó quý vị. Đúng không? Nên mỗi lần phá thai một lần là giết một mạng người. Quý vị đã từng nghe những đức kể câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư chưa? Giết lầm một người thôi mà theo 10 đời. Mà Ngộ Đạt Quốc Sư là bậc cao tăng đó, đi theo 10 đời. Không chi ta là phàm phu mà phá thai 2-3 lần. Như vậy thì những thai nhi này đi theo chờ đợi cái gì? Phước vừa si là gia đạo tan nát liền. Bệnh hoạn eo họ khó nuôi, nhất mình nhất sống, rồi nhất ngang hông nhất dối, chỗ dối không tới. Tâm trạng khó chịu bực mình, vợ chồng gặp nhau cự lộn bấm sùm, con ngỗ nghịch trợn mắt nhìn mình. Đây là phần nhiều cái nghiệp sát sanh và phá thai mà ra đó, cho vị biết. Rồi có những người phụ nữ vừa mang thai bắt đầu là mua con này con kia ăn để mà tẩm bổ. Vị coi, con nó vừa đến chưa sanh mà đã là giết con vật để tẩm bổ rồi. Cái đứa này đúng ra nó ra đời có phước, nhưng mà do tẩm bổ nhiều con vật chết đi vì nó mà nó hết phước. Nên khi mà sanh ra rồi nó trợn mắt nó nhìn mình vì sát sanh hại vật. Nên những đức nói với những người phụ nữ nghe, nếu như quý vị khi mang thai mà quý vị ăn trái trường, những đức nói quý vị đừng có sợ thiếu chất dinh dưỡng. Đã rất nhiều đứa bé nhỏ đi về chùa mình mà mẹ mang thai ăn chay, khi sanh ra đứa bé này còn đặc biệt hơn những đứa chị đứa anh của nó mà lúc ăn mặn nữa. Nhớ, vừa thông minh vừa sáng suốt vừa lanh lẹ rồi vừa hiền hậu là từ ăn chay đó. Nên người phụ nữ khi mang bầu mang thai đồ này kia nè, thấy cái tốt, nói cái tốt, nghĩ cái tốt, gom lại câu A Di Đà Phật lúc mang thai nghe. Lúc mang thai cứ đeo cái máy niệm Phật, để điệu niệm Phật suốt luôn, để ngay cái bụng mình niệm theo, mà cái bụng con mình trong nó cũng nghe niệm theo, thì cái đứa bé này sinh ra một cái là dễ thương vô cùng mà dễ dạy nữa đó. Mà cái kiểu mà coi như đứa giảng mỗi ngày coi chừng sanh ra cái mỏ nhọn quét. Không kệ mỏ nhọn miệng có duyên được à, đúng không? Cái đặc biệt quan trọng là có duyên đó, là tự nhiên ăn khách à, đẹp xấu gì không biết mà có duyên là ngon. Nó nên những đức nói là cái người niệm Phật là tự nhiên có duyên liền. Nên quý vị về đây nghe gì rồi nghe tất cả những những cái người mà mang nghiệp phá thai đó, mình đi về đây nè, mình giữ cái chương trình gì TV ngồi ngoài nắng gì đó, nhưng mà quý vị sanh một cái tâm hoan hỷ, sanh một cái tâm hoan hỷ, rồi bắt đầu là mình dùng cái pháp niệm Phật này để mình ngồi mình nghe pháp ở ngoài đó gì đó, chứ cái miệng mình mà niệm nhép nhép môi thôi, chứ đừng có ngồi kế bên cái bà đó mà xì hơi vô cái miệng mình, mình thổi vô mặt bà cũng không chịu, hiểu không? Mình cứ nhép cái môi, mình cứ ngồi nghe pháp mình niệm Phật vậy đó. Rồi bắt đầu là những cái thai nhi khi mình đi đâu là nó đi theo, đi đến đây bé cũng đi theo, một chút ra ngoài cũng đi thực cho các con nghe, nó cũng đi thực cho các thai nhi nè, nó rồi phóng sanh nồi hướng nè, niệm Phật hồi nãy tuy niệm Phật có 20 phút mà là cả đại chúng niệm Phật. Còn khi nghe pháp như vậy là nó cởi mở tâm tư. Quan gia nên giải không nên kết các con ơi. Nghiệp quan gia trái chủ theo nhau thôi, quá giải đi. Chúng ta bây giờ nương vào bổ nguyện Di Đà cầu sanh cực lạc đi.
Chứ đừng có mà theo đòi nợ nhau làm chi. Đòi nợ bao nhiêu kiếp đời nay khổ quá rồi, là la vậy cho mấy bà ngủ gục tỉnh. Rồi ô nói gì chứ mà nó phải thu hút. Chứ nếu không mà ngồi dưới một chút là không có giỡn đâu à. Nó vậy chứ coi phim kiếm hiệp đồ là nhưng mà nghe pháp phải giảng có lực nghe. Chứ gặp mà lên đây mà gặp mà ngồi mà quý Phật tử ơi, chúng ta về đây mình cố gắng niệm Phật nghe, rồi cố gắng tu hai ngày cho nghiêm túc nghe. Kiểu nói nhẹ nhẹ mà cứ đứng gì mà nói thẳng thẳng gì là ở dưới mấy bà nghe. Nghe gặp vậy là tiêu. Nên những đức giảng mà ầm ầm còn quơ tay quơ chân á, cái hoạt bát của nó tự nó làm cho tao thu hút, biết không? Quơ tay chứ không quơ chân được. Không? Nên từ nơi đó mà phải giảng cho nó vui. Nên cái ngày chủ nhật mới bị gì coi bị thấy không? Nên mấy chú quay phim nè, quay quay ở ngoài, nhất là quay mấy cái người mà ngồi ngoài sân á. Tại vì người ta đã ngồi ngoài sân bị thiệt thòi nắng mà còn không được quay phim. Đúng là thiệt thòi đặng. Quay đi về những đứa coi lại mỗi một cái gương mặt mà ngồi ngoài đó, những đứa cũng chú nguyện giùm cho họ. Tại vì tội nghiệp quá quý vị, mình mỗi lần mình gặp gương mặt nào ngồi ngoài nắng mình ai với đạo Phật. Ai với đạo Phật. Tại vì tội người ta ủng hộ mình mà. Mình gặp gương mặt người ta mình ai với đạo Phật, ta đang ngồi ngoài nắng á. Mình niệm câu ai với đạo Phật. Niệm cho người ta câu ai với đạo Phật. Nó phải có cái tâm đó đó. Còn mấy cái cô mà ngồi trong đây quay đít thôi. Từ nơi đó trong đây mà còn ngoài kia quay cho nhiều. Nên từ nó xung quanh đâu nè. Trời ơi ngoài nắng đâu ngồi tội nghiệp ghê nhỉ. Có cái cô đó kìa trời ơi. Có cái cô ngồi ngoài kiểu nãy có thai son mặt trắng tư, bây giờ mồ hôi nó chảy có được. Trời ơi nó nắng rồi quý vị biết rồi đó. Tê tạm chứ không có giỡn đâu nghe. Rồi bởi vì nghe, đi đến đây cái lần đầu tiên mà quý vị mà đi đến đây nghe. Giờ này xe tới ào ào không giỡn đâu. Đúng là hưng khởi cái tâm ngôi chùa mới á. Ngôi chùa mới tự nhiên nó hưng khởi lên quý vị. Nó bây giờ mà quay qua công đoạn này bắt đầu là người già khắp nơi nè, Bắc Nam gì tùm lum gì đây nè. Nó già gì á. Cuộc đời những đức là thật sự mà nó nuôi người già là yên nhất quý vị. Mà dùng người trẻ nuôi người già. Không, hay thiệt. Nếu bây giờ mà trẻ không mà không có già chứ những đức cũng khỏi tu luôn. Mỗi ngày mà nó đem nước vô thay. Tu gì nữa mà tu. Bây giờ là thôi. Các cô mà nó đem nước đem cơm vô thầy. Mỗi ngày mà mình ngồi đó cứ thầy mình nói trời trời. Hết tu hành rồi trời ơi. Đúng không? Nhờ mình nuôi bà già nên mình bận biểu tối ngày. Nên mà nó đem cơm cho nó để đi chút ăn. Chứ gặp mà rảnh quá vì bắt đầu kêu mấy cô trẻ trẻ vô ngồi nói chuyện được ha. Bắt đầu nó nói chuyện kiểu bạn gái mà. Thầy biết không? Vô đây vui lắm đó. Tạo là tạo mình đó trong bụng mình nó chắc là hết tù luôn rồi, đúng không? Cách chăm cô trẻ đâu có giỡn đâu tạo. Nói không, mình bây giờ nó làm tá lả bên công việc hết chứ. Thời gian đâu mà nghỉ ngợi tầm bậy nữa. Nói không, nhờ mình nhìn tới nhìn luôn mà thấy cái bà già nhiều quá. Nói không? Mỗi ngày nhìn bà già. Không mà bà mười đi cũng một cái thiệt thòi cho mình. Tại vì lâu lâu mà cái tâm những đức mà thấy nó mệt mệt gì mà hoặc là nó gặp mấy cô trẻ mà nó thấy nhìn thấy đẹp đẹp đồ chút á là mình bước vô mình nhìn bà mười. Nhìn bà mười vô mình đó. Không mà những đức nói thiệt nghe, những đức cũng có cách lắm. Tại vì nó nói với bốn mấy tuổi cũng trẻ mà chứ đâu phải già. Bây giờ gặp mấy cô trẻ xung quanh nó nói cứ nhìn mấy cô trẻ cũng phải nhìn chứ không dẫn đâu. Có nhiều cô cũng duyên cũng đẹp, mình nhìn mấy bảo mình cũng không nó từ. Nên từ nơi đó mình vô bên đứa bà già. Mình nhìn bà mười ông như ông nhách. Trời bà mười dù mà là những đứa nó mạnh dạng một câu nữa. Bà là siêu mẫu thế giới. Bà ốm không tưởng tượng bà nằm 5 năm rồi. Nhưng mà bà đặc biệt có một cái nghe bà mười nghe. Nói rõ, nghe rõ, thấy rõ. Ba điểm này rõ. Chỉ có đúng bản thân của bà hoàn toàn. Là da bọc xương không có một miếng thịt. Những đứa nói bà mười mà những đứa cầm bả lên mà như đứt dở lên cũng dám lên luôn tại vì bộ xương mà nó bị nghĩ bả ốm vậy đó. Đúng là như đứt nó siêu mẫu thế giới. Nó, mỗi lần mà gọi là tu gì yếu yếu hoặc là trong lòng mệt mệt cái gì mà thấy lo đại chúng mệt mệt cái gì cái là vô nhìn bà mười cái là tinh tấn liền. Bây giờ biết nhìn ai đây.
không? Từ nơi đó quý vị biết rằng 30 á đó. Nên quý vị biết rằng là đi tu á, tu thì tu, cạo đầu thì cạo đầu, nhưng mà cái tâm mình vẫn là còn phàm phu nhiều lắm chứ không giỡn đâu nghe. Đừng nói chuyện đùa, phải nhắc mình á, phải nhắc mình suốt. Nên ngày nào như thế cũng giảng pháp 2 buổi nhắc mình. Với mình nhìn mấy bà già mình thấy thương, mình thấy mình có duyên với mấy bà, mình nuôi với bà. Quý vị, mình mà bây giờ cái gì một cái rồi sao mấy bà, sao tội nghiệp mấy bà. Mình nghĩ gì với mình nghĩ cái đại chúng người ta quý mình gì, mình tàu lao bác xế gì một cái đây nó chở mặt hết trơn với mình thấy uổng quá, đúng không? Gì thì tự nhiên nó vui biết mấy, đúng không quý vị? Không mà nhờ chiếc áo nhà tu, nhờ phục vụ tam bảo mà ta quý trọng. Chứ lột chiếc áo nhà tu này ra để tóc lại cái dẫn em nào đi cái rồi cái như là xong, không còn cái gì nữa chứ quý vị coi. Mà 42 tuổi rồi lay quay nữa còn có 5 năm 10 năm nữa thì cũng không có còn mà gọi là ăn kẹo ăn bánh gì nữa chứ. Nên từ nơi đó bây giờ nghĩ gì rồi tự nhiên mình siêng tu liền, thấy không? Nên những đức nói mấy chú trẻ đồ vô chùa là phải cố gắng tu. Nó như bên đây là 20 mấy chú trẻ chưa ra chặn, chưa có tổ chức lễ gì bên đây, hiểu không? Giống như được một cái dòng khung á, không nhìn thấy được nhiều cảnh bên ngoài. Nên bây giờ tổ chức lễ này bắt đầu là các chị các em đồ gì đông đông, nó bắt đầu chim sẻ nó bay về. bắt đầu mấy con chim cu của chùa mình nó biết nó làm sao. Đó, nó phải rèn luyện nghe, chứ không có giỡn đâu. Đừng có nói mà tu hành mà gọi là không gặp cảnh gặp duyên, như cái ông đều cười quá trời đó. Chưa gặp mấy Queen mà ông quay. Giờ Đức nói ông nghe ông quay Queen mà ông lựa cô này trẻ, ông đứng ông quay hoài là chết chứ tôi. Lên mà tôi coi Queen mà tôi thấy nhỏ nào trẻ trẻ mà cứ đứng cầm máy ông làm nè. Nó nói ông sao mà ông quay người ta lâu chứ sao ông quay bà già kế bên đi mà quay nhỏ này hoài à. Nó thấy chút cái tới hình nhỏ này, chút cái tới hình nhỏ này sao ngộ vậy. Nói tại vì nó thuận tay đó. Ông quay cẩn thận nha. Nên những đứa cứ nói mấy chú quay phim, những đứa nói mấy ông mà quay lạng quạng là về là con mắt nó nhậm á, chứ không có giỡn đâu. Để quay cho nó nghiêm túc, thấy không? Giận lắm á chứ không có giỡn đâu, chứ nó không có đùa đâu quý vị. Nhìn thì thấy dễ thương vậy chứ cẩn thận cái tâm, tâm nguy hiểm đúng không? Ôi ôi mà nói đừng có nói chuyện mà xuất gia cạo đầu rồi nó không có cái tâm đó nghe trời. Ví dụ như mà bây giờ mình đang giảng pháp gì mà cái cô nào người mẫu cao ráo đi ngang cái coi. Đang giảng kịch liệt tự nhiên xẹt ngang cái tự nhiên mình á, ủa giảng tới đoạn nào kỳ ta. Thấy chưa, dễ lắm, dễ động, nguy hiểm lắm. Có nhiều người nói ủa thầy sao con thấy thầy lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thầy ưa nhắm mắt quay thầy. Những đức nói cái cô này qua lợi tới lưu qua lợi hoài nên thôi nhắm mắt thức cho rồi. Còn có những cô nói ủa sao con thấy thầy cúng điếu thực là thầy nhắm mắt không à. Nó trời cúng điếu thực ghê lắm, nguy hiểm lắm. Nên mấy cái cô nào mà gọi là trẻ trẻ mà đi vô chùa mà chưa hiểu mà kiểu mà bặn đồ mỏng manh á, nó lúc mà tôi cúng điếu thực nhờ mấy thầy mấy chú dọn ra phía sau lưng tôi giùm. Giống như có cái ông thầy ở ngoài Bắc á, mà khi ông đi cúng quý vị, mà ông bỏ quên cái chìa khóa lên trên cái tủ á, mà khi ông đi giữa đường xong kêu đệ tử ông về lấy cái chìa khóa, xong ông lỡ đó ông cúng ông nghĩ cái chìa khóa mà tủ thùng tam bảo, không biết người ta có lấy cái chìa khóa đó không, rồi người ta lấy tiền sao. Hôm qua có một số Phật tử mới cúng dường xây dựng, rồi bây giờ nó lấy cái chìa khóa nó mở lấy tiền sao. Rồi lúc ông cúng ông cái gia trì ông biết, ông luyện mà ông nghĩ cái chìa khóa vậy đó, mà ông luyện ra chìa khóa tá lả bên. Ông cúng xong cái chỗ đó ông đi về lại chùa, tối lại cô hồn người ta về ta tìm ông, ta kêu thầy ơi thầy, ghê không? Ta kêu xong bắt đầu là trong cái mộng đó hỏi là ủa sao mà các vị kêu tôi làm cái gì. Nói là hồi sáng thầy cúng con không có nhận được thầy ơi thầy. Nói trời tôi cúng dữ lắm mà sao nhận không được. Thầy cũng ra chìa khóa không thầy ơi thầy. Nên Phật tử nghe, ở nhà không có được mà nói mà đơn giản cúng đi thực không có khả năng đó đâu nghe chưa. Niệm Phật hồi hướng nghe, niệm Phật hồi hướng mà đám dỗ quải là bình thường. Còn cúng mà nói tiếng cúng thiết thực mà không đủ năng lực kẹt á, cúng không được á, chứ không dễ. Người ta ở đây là cái quay lực đạo tràng người ta cúng,
Còn mình ở nhà mình biến không ra cái gì mà nó biến tùm lum. Nên từ nơi đó ông thầy không biết là chìa khóa không. Thấy chưa? Cái chuyện cúng kiến thật không đơn giản, hiểu không? Nên cái nói mà chuyện cúng kiến là phải có tâm. Nên mà nói là mình bây giờ cái tâm mình cũng là không đặc biệt. Tôi nói tôi, tâm tôi cũng không đặc biệt. Nên từ nơi đó mà mỗi lần mà cúng kiến thật mà cứ mắt mình cứ làm nè. Cái gì vậy? Lỡ mà mình mở mắt ra, mình nhìn một cái cô nào đẹp đẹp, nó đập vào cái tư tưởng mình cái đi, mình biến. Mình biến, biến cái con gái không thì hương linh người ta ăn không được. Mà hương linh người ta ăn không được là tối đi tìm mình á. Ta lỡ ta kêu thầy Đức ơi, thầy Đức, hồi sáng thầy cúng toàn là con gái không, thầy Đức ơi, thầy Đức, là chết. Mà từ xưa giờ những đứa cúng là chưa có vụ kêu này nghe, chưa kêu lần nào, tại vì mình cũng cố gắng lắm. Mình cũng nói chứ Hương Linh là thông cảm, thông cảm, tại vì tôi cũng còn phàm phu, hiểu không? Tôi có khi cũng còn vọng tưởng chút, nhưng mà tôi cũng cố gắng lắm rồi đó, cúng cũng được một chút chứ không phải tệ đâu. Nên từ xưa giờ cúng là không có bị cái vụ này. Nên quý vị biết rằng là nghiêm túc. Nên ý nói rằng mình đi về chùa thì ít gì cũng một bộ đồ lam, một cái áo vàng, đó là quy tắc đi. Cỡ nào cũng một bộ đồ kín đáo một chút, hiểu không? Mình ngoài đời thí dụ mình đi đám cưới thì phù hợp đồ, mình đi chơi phù hợp đồ, nhưng mà cũng đừng nên bận đồ mà quá mỏng manh. Một người phụ nữ đẹp mà bận đồ mỏng manh quá là người phụ nữ này sẽ mau xấu lại. Và Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết thì nói một câu rằng người bận đồ mỏng manh khiêu gợi lòng người, tương lai người này đọa địa ngục. Vì sao? Bạn đi một vòng ngoài đường, bạn đang trồng cái chủng tử cho người ta đọa địa ngục, nên bạn sẽ mau xấu lắm. Nên bạn đồ kín đáo thì bạn đẹp lâu. Nhớ nghe, thấy quý vị thấy cái buổi nói chuyện không? Nó dẫn dắt không? Nó dẫn dắt đó. Nên từ nơi đó là mình đi vô trong chùa cỡ nào cũng phải có một bộ đồ lam cho nó đàng hoàng. Chứ mình đi vô chùa mình bận lẽ cho mấy thầy chùa nhìn sao mà mình bận riếp, bận đầm, bận áo dây, hiểu không? Nên từ nơi đó hàng Phật tử mình hướng dẫn là rất kỹ đó. Nên mình nói vậy đó để cho người ta, mỗi người người ta biết được cái việc đi chùa là không phải chỉ là thắp nén nhang rồi đi cầu xin, đây là mê tín lắm. Mà cái quan trọng mình đi chùa là được nghe giáo dục. Bây giờ mỗi một con người chúng ta nghe đạo này, mình xem lại mình, những cái gì mình sai đó mình sửa nè. Bây giờ thí dụ như chồng mình hiền quá, mình bắt đầu là mình cự chồng mình, mình chửi chồng mình. Mình chửi nó, mày nghe cái mặt của mày nghe, mày làm ăn có được cái gì nghe, cái thằng hai kế bên nó làm được còn mày dở với chồng. Nên mình chửi chồng vậy là có tội. Dù cỡ nào nó cũng chồng mình, hiểu không? Cũng là đàn ông, là chồng mình, phải nở mặt nở mày cho chồng một chút. Trời ơi, nhưng Đức nói không có người đàn bà nào mà cầm quyền chồng mà nói là được ta khen. Kẹt quá, thằng chồng hiền quá, không biết làm ăn. Thì mình phải đứng lên mình làm ăn. Chứ ai mà mong muốn đi có chồng mà thằng chồng mà nó quá hiền, mà không biết làm ăn cái gì, mà vợ cầm quyền. Nhưng mà mình có cầm quyền, nhưng lâu lâu cũng cho chồng nở mặt nở mày một chút. Hoặc về bên gì, bên chồng mình cũng nói chuyện đàng hoàng để cho gia đình bên chồng thấy mà thấy thương mình. Chứ mình đừng có ra mặt ăn hiếp người ta. Gia đình người ta cũng cảm thấy đau lòng khi con người ta bị ăn hiếp. Nên chồng mình nói chuyện mày là không có được. Nó ai mà như vậy thì mình coi cái điều này mình sai đúng không? Sửa đi. Còn hoặc là đàn ông mà bây giờ mà vợ mình mà mình kêu mày, coi sao được. Hoặc là mình sống với người ta, mình quýnh người ta, sao được. Lúc thương thì thương người ta quá trời, mà lúc bực bội lên tán vô mặt người ta. Cái mặt này để hung chứ đâu phải để tát, đúng không? Vợ mình mà, cái mặt này hung chứ đâu phải để bát. Vậy là sai rồi. Người ta nói đàn ông như vậy là vũ nữ, ý vũ phu. Hiểu chưa? Vũ phu không đúng, hiểu không? Thì thấy nghe dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Rồi con cái bây giờ mình có cha mẹ, bây giờ đối với cha mẹ mình phải hiếu thảo chứ. Bây giờ quý vị nói con bận lắm mẹ ơi, con bận lắm cha ơi, cha mẹ thông cảm giùm con. Người làm cha là mẹ thì luôn luôn tha thứ cho con hết. À, cha mẹ thông cảm hết cho con. Nhưng mà cái nghiệp quả nó thông cảm với quý vị không? Đố thông cảm với quý vị đó. Quý vị đã gieo cái nhân sao thì quý vị gặt cái quả như vậy. Giống như cái giọt nước trước nhiễu sao thì giọt nước sau nhiễu theo gì. Bây giờ quý vị đối xử với cha mẹ mình bất hiếu thì con mình đối xử với mình bất hiếu. Quý vị thấy cái nhân quả rõ ràng không? Nên Phật mới nói trong kinh nhân quả rằng là muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này. Quý vị coi cái quả báo đời này quý vị làm sao? Giàu, đẹp, có duyên,
là do đời trước tu mà ra. Còn đời này của mình dù duyên, nghèo, xấu, què, bệnh, lùn, lé, hô, súng thì mày biết cái quả báo đời trước là mày hiểu rồi đó. Hiểu rồi đó, nghe chưa? Nhà mình mà gạo bao la, ăn hoài ăn không hết, là mình biết cái nhân đời trước mình là thường cúng dường gạo cho nhà chùa ăn, mà nhất là chùa nuôi người già. Chứ thì sao? Các vị coi ngôi chùa có hai ba ngữ bị đem một đống gạo đó bị cúng để cho móc hả? Các vị đem cái nhân bị bỏ vào nó không phù hợp cái quả thù thắng. Bây giờ chùa người ta y y cái gì, người ta ăn gạo bao la, thì bây giờ mình cúng dường gạo là đúng rồi, đúng không? Phật tử cái gì ào ào gì phải nấu cơm cho ăn chứ. Đó thì cúng dường gạo. Chùa xây dựng gì thì phải làm sao? Cúng dường tiền. Còn chùa phải ăn uống trái cây, đúng không? Đó thì nhu cầu của con người mà người ta đứng ra người ta lo, thì mình cúng dường để cho người ta lo. Vậy thì nhân quả thù thắng, đúng không? Rõ ràng. Nên quý vị biết rằng cái phước của con người mình là xem lại cái tâm mình. Nếu như một con người giàu vô cùng mà kéo như kẹo kéo, đến chùa mà cúng dường tam bảo mà điếm. Điếm gì? Lấy tiền gì chị? Tiền lẻ. Sao kỳ vậy? Phật xài tiền lẻ không? Rút cái rét. Nhiều à? 2,000. Khổ ghê. Vô nhà hàng quán ăn kêu nguyên mâm đồ ăn, ăn có mấy đũa bỏ chơi vậy đó. Vô cúng dường tam bảo thì 2,000, 5,000, 10,000, 50,000. Thôi hết rồi. Còn nữa. Trời ơi, quý vị phải biết rằng cái tâm của mình đối với tam bảo, tam bảo là ruộng phước điền phì nhiêu nhất, thì mình vô ngoài tam bảo khỏi càng điếm, bốc rét rét. Phải như vậy đó. Tâm như vậy đó. Vì sao? Vì tam bảo mình phải rộng rãi. Chính bản thân Như Đức đi tu mở rộng tâm lượng ra nè. Nên Như Đức thường nói câu là mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại, đời thông dong. Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời. Phải không? Thì coi thế gian này bao nhiêu người giàu trong cuộc đời này, lấy vật chất làm của, một hơi thở thở ra không hít vào, quý vị cầm theo được không? Cầm theo được không? Có một cái câu chuyện mà cái ông này, mà khi ông đi xuống dưới âm phủ á, mà ông giàu vô cùng giàu, mà ở trên ông đối xử với người làm công keo kiệt, tệ bạc, đối với cha mẹ không hiếu thảo, ông giữ tiền như máu. Vậy mà khi ông chết xuống âm phủ thì ông nói với vua Diêm Vương, bây giờ vua Diêm Vương chỉ cần cho tôi sống lại thôi, rồi tôi đem tiền của xuống đây tôi xây cái điện của vua Diêm Vương lại cho mớ, thấy điện ông cũ à. Vua Diêm Vương nói, mi đi xuống dưới đây rồi mà mi còn nghĩ vụ này nữa hả? Phải chi á, ngày xưa trên nhân gian mà ngươi nghĩ cái tâm bố thí thì tốt quá, bây giờ đi xuống đây rồi là xong rồi. Thì bắt đầu là dẫn ông đi đến cái nghiệp cảnh đài. Nghiệp cảnh đài là cái kiến rất là lớn. Thì bắt đầu ông đến đó, bắt đầu là ông nhìn vô cái cảnh tình từ khi ông còn nhỏ ông sanh ra, và lớn lên sao từng màn như là phim ảnh vậy đó. Rồi bây giờ ông chết đi, vợ ổng đi có chồng khác liền chưa qua 49 ngày. Con ổng hư hỏng, sự nghiệp tan tành. Ông ôm đầu ông khóc. Ôm đầu khóc. Vì sao? Hối hận khi còn sống không tu phước tu duyên. Những Đức nói với vị nghe chứ, với vị tu phước tu duyên nó cũng là một nhân duyên đặc biệt, cơ hội mới gặp được cái chuyện tu phước tu duyên. Chứ không phải là muốn tu phước tu duyên mà được gặp liền đâu. Có nhiều người người ta muốn làm mà ta không có cơ hội gặp đó. Nên từ nơi đó mình đi đến đây mình gặp Hòa Thượng nên xây chùa, như đây là cơ hội. Cuộc đời con người như Đức nói 100% với quý vị, nếu như cái tâm giải thoát là tiền vào mình là thành giải thoát hết. Còn cái tâm mà không giải thoát, tiền vào mình là trở thành nặng nề liền, 100% luôn. Chính bản thân những Đức này dùng tiền là cho chúng sanh không, càng dùng càng nhiều, phước trong mạng nó càng dưng tràn lên vậy đó. Nên từ nơi đó mà những Đức khuyên quý vị, con người sống trong cuộc đời này chân thật nhiệt tình đúng đắn, hết lòng hết dạ vì người, nó không có thiếu thốn đâu. Đừng có sợ, không có thiếu thốn đâu.
Nên tất cả những người trẻ mà nghe đạo muốn cho sự nghiệp sau này thịnh vượng bằng cách nào? Đối với anh em đừng nên giành giật của cải. Cha mẹ chia của cho anh nhiều mừng, chia của cho em nhiều mừng, chứ đừng bao giờ chia cho anh nhiều, chia cho em nhiều mình đi tranh cạnh, hoặc là mình muốn dùng thủ đoạn để chiếm hết sự nghiệp này. Cuộc đời quý vị không thịnh đâu. Những đức nói không bao giờ thịnh đâu. Còn tất cả hàng Phật tử mà nghe đạo rồi, quý vị biết rằng trong kinh Phật nói là tứ sanh phụ mẫu, nên chăng thật phát tâm ăn chay trường đi. Còn cái gia đạo nào mà làm nghề sát sanh á, đổi nghề càng sớm càng tốt. Tất cả những gia đạo mà làm nghề sát sanh như là mổ heo, giết bò, quán thịt dê, lẩu cá kèo, rồi những cái nhà hàng mà tươi sống, quý vị biết rằng quý vị sẽ chờ xem phước quý vị đúng ra xài được ba đời, phước xài ba đời. Vậy mà mở ra một cái nhà hàng này chưa vào được 20 năm là gia đạo tan nát. Cái nghề mà sát sanh đó, nó kinh khủng lắm. Vì chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Mà mình đoản mạng chúng sanh là đang nghịch lại tâm chư Phật Bồ Tát. Còn nếu như mình giải cứu chúng sanh là ăn chay và mình phóng sanh thì đúng là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên ở nhà quý vị đừng có mua cái loại mà cái bây giờ nó mới ra đó, mà mình ngủ mà mũi nó bay vô quý vị. Nhưng Đức thấy đó, mũi nó bay vô. Trời ơi, con đi mình ngủ mà giết bao nhiêu con mũi chứ hả? Quý vị cứ để cái máy niệm Phật đi, không có con mũi nào vô cắn quý vị chứ. Mà nó có vô cắn đi chăng nữa cũng là đòi miếng máu. Vài bữa hết đòi. Những Đức từ xưa tới giờ ngủ có bao giờ mà văn mùng đâu. Ngày xưa mới đi xuống dưới hộ pháp á, một đêm nó chích những Đức là 200 mũi, đầy tay chân hết chân luôn. Như vậy mà nó chích nửa năm sau hết chích. Vì sao? Hết máu. Thì biết rằng chơi luôn mình nói trong bụng mình á, tôi không có phước. Tôi sanh ra đời trong một gia đình nghèo, thiếu học, học lớp 3 ở lại 9 năm. Trời trời, học lớp 3 mà ở lại 9 năm. Lớp 1 3 năm, lớp 2 3 năm, lớp 3 2 năm, 2 năm rưỡi, ra trường sớm luôn. Nếu nói gì trung thành với thầy giáo, cô giáo, tôi là trung thành nhất. Quý vị thấy không, sanh ra đời, thiếu học, xấu, hô hóc, lỗ mũi châu, đi hai hàng, xấu kinh khủng. Ai gặp cũng hỏi oi, không có con ma nào nhìn ngoài đời. Rồi cuối cùng đi tu. Vậy mà bây giờ tu mà nhìn còn coi được à. Niệm Phật giết mà đỡ đỡ luôn, quý vị thấy không? Thấy không? Vậy thì sao? Phải là niệm Phật thay đổi số mệnh không? Nên tất cả những người trẻ tuổi chỉ cần nghe lời những Đức niệm Phật đi, hiếu với cha mẹ đi, rồi chân thật đừng có tham lam của người ta. Nhà mình nghèo dù thấy nhà ai giàu kệ người ta. Có những người mình ở ngoài đời lạ lắm nha. Nhà người ta giàu, ta cắt được căn nhà to. Nhà mình nghèo, ở kế bên cái nhà to. Mỗi ngày nói, cái thứ gì đâu, giàu ác mà hơn cái thứ gì. Giàu nó ác mà hơn cái gì. Vậy mà biết sao không chờ cho nó giàu hoài. Tôi nói nhà thế nào mấy mốt cũng sập. Mình nói câu này là mình tàn mạc luôn. Tại vì mình đã không có phước rồi mà mình còn chù ẻo người ta. Người ta làm ác mà ta giàu là do đời trước người ta có tu phước dày quá, nên đời này làm ác nó tổn rồi mà nó vẫn còn phước. Nhưng mà thời gian tự nhân tự quả họ chịu. Còn mình đem cái miệng mình đi nói tầm bậy vào cái chuyện của người ta là mình tổn cái phúc báo của mình. Không còn miếng nó nghèo rồi bây giờ thành mạc. Đừng nói chuyện giỡn chứ, nghèo là chưa đáng sợ, mạc mới đáng sợ. Hiểu không? Nhưng mà nghèo mạc gặp chùa mình là có cơ hội linh. Hiểu chưa? Vì sao? Vì tôi cũng nghèo mạt nè. Tôi gặp tịnh độ thay đổi cuộc đời nè. Trời ơi, mà bây giờ tôi thấy rằng cuộc đời ý nghĩa vô cùng. Từ bây giờ đến chết đi, tôi nói thiệt chứ, tôi ngồi đứng tôi cười cái tôi chết. Vừa bụng quá. Chưa bao giờ suy nghĩ rằng ngoài đời mà trời trời nuôi được cha mẹ mình đàng hoàng. Nếu mà cha mẹ còn sống, có nghe đạo đâu mà nuôi cha mẹ. Những Đức nói thiệt chứ, nếu mà ngoài đời những Đức mà có tiền, những Đức nuôi con gái. Chứ đố nhà Đức nuôi cha mẹ, nó thiệt luôn á, nuôi con gái cho tiền gái ăn.
đặng nó cho mình hung đồ. Tôi nói thiệt á, tôi nuôi con gái thiệt á, chứ đừng có nói mà cha mẹ tôi không nuôi luôn, nuôi con gái nó như vậy. Bây giờ tôi tu tôi nuôi vừa già, thấy chưa, phải không quý vị? Thấy Phật pháp hay chưa? Đơn giản dễ hiểu nhất Phật pháp hay rồi. Con người này nè, ai dạy cũng không nghe, vậy mà chỉ có niệm Phật gì mà chuyển cái tâm. Do tôi nhìn được người già chết trước mặt tôi hoài, tôi nghĩ tương lai tôi cũng chết. Chúng ta thương người già là chúng ta đang thương tuổi già mình đó quý vị à. Mà bây giờ hòa thượng xây một ngôi chùa mà nuôi người già, vậy quý vị nghĩ đi, dù quý vị chưa có đi vô đây, nhưng biết đâu tương lai mình cũng vô đây. Mình nên giúp cho những người già được vô đây bằng cách gì? Hộ trì tam bảo, chung tay với hòa thượng xây chùa để nhiều người già được về nương tựa. Ngày nay về đây dự bữa đầu tiên chùa xây xong, lúc trước tới bây giờ là tu rồi đúng không, nhưng đây là một chương trình đầu tiên của ngôi chùa mới này. Bữa nay nói chuyện hừng hực cái tâm à. Tưởng đâu âm thanh bữa nay yếu nghe, bữa nay ôi trời nó dữ thiệt. Hôm qua bị khang tiếng, hôm qua nói chuyện 7-8 buổi để chuẩn bị ngay mấy bữa lễ á, giảng sẵn đưa lên mạng xong buổi sáng giảng dữ quá cổ bị đau. Tưởng đâu bữa nay qua nói chuyện yếu á, tưởng đâu không ngờ, không ngờ ngôi chùa mới Phật quang phổ chiếu, quan hỷ vô cùng. Từ nơi đó mà tự nhiên nó tăng năng lực lên, nó chuyện ầm ầm nãy tới giờ quá trời luôn, thấy không? Giờ đây lễ Phật đâu có được, thấy chàng gì sao lễ. Đây lễ Phật chú lộn quá. Xá vô cái dứt vô cái đít mà kìa bóp bóp cái quay nó cho chỏ mà lộn mèo nó chuyện diễn chơi đúng không? Đông cái này sao lễ. Bây giờ mình phải câu câu giờ thì kéo thời gian ra mình nói chuyện xong sẽ sung sung lên, điện chi điện chút ra bóng xanh cũng đứa thật luôn chứ sao, đúng không? Mà không mà về đây gì cũng ngon rồi đúng không? Còn tiếng mấy rồi đó chứ không có giỡn đâu nghe đó, vậy thấy không, nói hừng hức cái tâm mà cho cái cảm giác nha, cảm giác gì đâu mà nó an lạc vậy đâu. Nhưng Đức nói bây giờ quý vị mà ngồi với quý vị ngủ gì cũng thấy thích. Còn ai đau chân thẳng chân, trong bụng nó thẳng sao trời, nó chặt cứng sao thẳng. Bây giờ mấy bà thẳng cách nào không biết, mấy bà thẳng được không sao chứ. Đối với những đứa không có trách cái vụ này. Mình ngồi trên đây ngon quá, cái chân thả xuống ngon lành. Còn người ta ngồi ở dưới đau chân mà không cho thẳng chân. Cái cô này dễ thương ghê. Không, không, những đứa thích mấy cái người mập nghe. Không, những đứa nói thiệt á. Không, tự nhiên những đứa đi tu bây giờ những đứa thích cái người nữ mà người ta tròn trịa mập mạp. Còn ngày xưa mình ở ngoài đời là mình phái nữ ốm ho, đúng là cái góc độ mình là thiếu. Bây giờ nữ mà ốm nhơ ốm nhách nó làm được cái gì? Yếu xìu sao làm, đúng không? Bây giờ mình đâu có làm gì người ta nên mình phải bắt người ta làm. Thì bây giờ người nữ phải mạnh. Nó nhìn qua thấy cái bà cái bà à, thì dễ thương ghê. Phải làm cho mình vui lắm nha. Là gì Đức nhìn qua là gì Đức vui gặp bà. Không, cái duyên nó cột. Duyên á chứ không giỡn đâu nghe. Nó nên quý vị biết những Đức lo cho mấy cô trẻ. Như Đức nói nè, tôi nói cho biết nghe, thèm cái gì tôi mua cho ăn, nhưng mà không mập là tôi khỏi cho ăn luôn. Tại vì sao? Vì mình ăn chay mà mình có da có thịt, người ta muốn tu theo. Còn mình ăn chay mà mình ốm nhơ ốm nhách, người ta nói mình thiếu chất dinh dưỡng, người ta không chịu ăn chay. Ý là như vậy đó. Chứ bây giờ mập tôi cũng có làm được cái gì đâu mà đi đòi hỏi, đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói mập mập tròn trịa mà mình đi tu, người ta không nói mình thiếu chất. Còn mình tu mà mình ăn chay mình ốm nhơ ốm nhách mà con cái đi tu vậy đó, cha mẹ vô thấy con tự nhiên đau lòng. Quý vị thấy có ai mà đóng phim mà cái vai nghèo mà mập không? Ít lắm. Ít bao giờ mà lựa cái người mập lù mà đóng vai nghèo lắm. Bây giờ không lẽ cái người mập lù đóng vai nghèo đi làm công cho cái bà chủ ốm nhôm? Trời là trời. Cái bà chủ đó nói, mày biến ra khỏi mặt tao, tao mà đi chung với mày là người ta cứ kêu mày là chủ không? Người ta tưởng đâu tao là con ở đợi không? Tại mày mập quá trời, còn tao thì ốm nhôm ốm nhách, nên người ta nói mày chủ, còn tao là ở đợi. Thấy chưa? Nên mập là cái tướng có phúc báo. Nên người phụ nữ cỡ nào cỡ phải có da có thịt chút, thấy không? Phải có thịt, có mỡ.
Mày ra mà nói thiệt nghe, ốm nhơm ốm nhách là thấy khô khan cằn cội lắm. Những đức nói tất cả các cô mà biết những đức là đố mà cô nào ốm nữa. Tại vì sao? Cười hoài sao ốm? Quý vị biết có nhiều người mà gặp những đức họ nói: ủa thầy bây giờ sao thầy đỡ hô ngày xưa? Những đức nói quý vị biết ngày xưa hô nhiều là biết sao? Nó cứ gì mà không hô sao được, nó đi đâu cái mặt nó cũng nó đi đâu nó cũng nó cứ chu cái mỏ ra, nó không chịu cừ. Thì bị biết hô thì đôi răng này nó lòi ra nó hô, thì bây giờ cừ thì nó đè vô, giờ bị mỗi ngày bị cứ bị cừ gì cừ hoài, thì nó nhặn vô từ từ, cứ nhặn vô cho tự đỡ hô. Nó bị biết cừ cừ nhiều nó đỡ hô nghe, còn mấy bầm hô. Mấy bà bầu mớm á là cư từ nó hô ra hô. Đúng là cái câu bạc hiệu nó hay gì đâu chứ, cái câu bạc hiệu thì nó cực kỳ hay luôn. Hô thì cừ nó đỡ hô, mà mớm á thì cừ nó đỡ gãy. Trời ơi, những đức nói nghe, có nhiều cô mà mấy bà cừ nhiều đó, hai cái răng nó súng mà mấy bà cừ mà người ta thương vô cùng luôn, nó còn đúng cái răng. Hoặc có nhiều bà trong chùa mình là không có một cái răng nào luôn, vậy mà mấy bà cừ mà tao có duyên lắm. Thì quý vị biết thì con người mình á, người xưa đã nói mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bây giờ rủ quý vị về đây không biết làm sao quý vị, mà quý vị cười là được à, đúng không? Nó hồi nãy giờ bà nào bà nấy cười quá trời luôn, đi nhìn xuống đẹp gì đâu. Nó đặc biệt vậy đó, đó vì cái cảm giác của mình nó an lạc quý vị à. Ồ, nó hoan hỷ vô cùng. Quý vị nên nó cầu nguyện tam bảo trường tồn, chúng sanh sẽ được lợi à. Nhất là những ngôi tam bảo xuất hiện như vậy. Quý vị biết có những ngôi chùa lớn vô cùng lớn mà chỉ có 2-3 người tu trong chùa. Ổn ngôi chùa, bây giờ ngôi chùa ta xây chưa xong mà chen nhau mà ở, về ào ào trước nằm chờ. Thấy thù thắng không? Nó đó là một cái duyên tuyệt vời của tịnh độ, phải không? Nên quý vị phải mừng mừng khi mà chỗ tịnh độ đang thịnh vượng. Nó rồi về đây mà cười, nhà Đức nói mấy cô nghe, cứ cười đi là chồng thương nhiều à. Mà ngộ lắm, niệm Phật cười nhiều nói chuyện ngọt nữa nghe. Có cái chú kia ông lão nói: con cảm ơn thầy lắm. Từ khi mà vợ con đi chùa thầy tới giờ là chậu nó về nó chuyện sao mà ngọt lắm thầy ơi. Con bây giờ mà con làm mệt làm mệt cỡ nào mà con về nhà con nghe tiếng vợ con thôi là con khỏe rồi thầy. Đúng là cảm giác mình là đàn ông mình biết nè, người đàn bà mà ta nói chuyện ngọt á kệ, thà mình mệt cỡ nào cũng được, mà về mà vợ mà nó nói: anh ăn cơm chưa anh? Mình nghe mình thấy nó cũng nhẹ nhàng nữa. Còn kiểu mình đã làm mệt về mình vừa bước tới cửa nhà nó chửi con giống sùm: thôi tao về nhà rồi chứ tao chết, tao ra ngoài tao ăn hủ tiếu gõ phước cho rồi, thấy chưa? Nên cái người phụ nữ mình mà biết tu, cái tâm trạng mình nó nhẹ lắm. Mà một người phụ nữ mà tâm trạng nhẹ nó lâu già, nó lâu già dữ lắm nghe. Quý vị biết bây giờ quý vị cứ nghĩ thì cái mặn gì mà nó không già sao được. Đi đâu cũng cái mặt cứ già không. Mà cái gương mặt này là gương mặt hết thờ. Mà từ khi mà gặp những đức cái là thấy không? Là có thờ liền. Nhớ nghe, cười á, cái cách mà ủi mặt mình mà cho đỡ xíp ly á là bằng cách nào? Cười. Nó cười là cái mặt mình nó đỡ xíp ly tối đa luôn. Đây nè, 100% là mấy bà già trong chùa này mới nhận là nhăn nheo bèo nheo. Vậy mà nuôi một năm sau là mặt thẳng ren. Trời ơi, đặc biệt lắm. Nên mấy cô cười là một cái cách, một cái mỹ phẩm tuyệt vời để mà gọi là trang điểm sắc đẹp. Những đức nói
Bây giờ mấy cô có đi tiệm thẩm mỹ nào không bằng niệm Phật và cười hết. Cái tiệm thẩm mỹ của ai với đạo Phật là dạy mình niệm Phật và cười. Đây là tiệm thẩm mỹ cao cấp, không có tác dụng phụ. Cứ cười đi, chỗ nào nó cần bòi là bòi, chỗ nào nó cần thu gọn là gọn à. Mấy cô nghe là hiểu rồi đó. Hiểu chưa? Hiểu không? Đó, bây giờ quý vị cứ lễ Phật đi. Nó sẽ bòi đầy đủ cho quý vị, rồi nó sẽ cần thu gọn là gọn, đầy đủ, tốt đẹp cái vị luôn. Người lễ Phật mập thì nó ốm, mà ốm thì nó mập. Đó, thế vị biết đó, phụ nữ mà lễ Phật đi, vui vẻ đi, tự nhiên cái duyên nó đặc biệt, mà chồng thương vô cùng. Có nhiều bà mà thương quá nó hết tu được luôn. Thương quá cũng không tu được, chứ không có giỡn đâu trời. Mà nó bỏ mình hoài, buồn quá cũng không tu. Mà nó quá thương mình cũng khó tu. Đúng là cái cõi này khổ ghê thiệt chứ. Có cái cô kia, cô nói rằng, trời ơi thầy, lúc trước mà chồng con đi sớm về muộn, con buồn, con chán, con đau lòng, con muốn tự tử, con chết. Mà từ khi con biết chùa tới giờ con ăn chay, con niệm Phật, con vui vẻ, nó thương con thầy ơi. Nó đeo đẳng theo con mà gì đâu mà nó thương gì đâu. Nó đi làm, nó tranh thủ, nó về. Lúc trước thì nó làm tới 6-7 giờ tối nó không về. Mà bây giờ nó mới có 5 giờ chiều nó chạy về. Con định là 5 giờ con lễ Phật mà 5 giờ nó không cho con lễ. Nó vừa đi làm về nó kêu con tục tưng. Cậu là chồng nó kêu con vẫn ốc mình luôn, mà sao mà tự nhiên chồng con nó thương con kỳ cục. Nó nói, những đứa nói này cũng là nghiệp quả. Cái này cũng là nghiệp quả đến với cô. Lúc trước là nó ghét cô, nó bỏ cô cũng khổ đúng không? Bây giờ nó quá thương cô, nó đeo đẳng cô, tôi không được cũng là nghiệp quả đúng không? Bởi vì như Đức nói trong cái cõi này cô phải cố gắng nha. Chứ nếu không á, là cô uổng cuộc đời của cô. Nó quá thương bây giờ tôi cũng không được, thấy chưa? Có khi lúc trước quá nghèo và mong khó điều kiện để sau này mà tu. Khi mà có tiền, quá có tiền tự nhiên nghỉ tu. Trời ơi, lúc trước có mấy cô kìa. Hồi lúc mà chạy xe Honda đến chùa tu kịch liệt luôn. Sau này đi đến chùa thời gian mua xe hơi trời. Vừa mua xe hơi xong đi uống cà phê không chịu tu nữa. Đó, nhiều cô lắm á, chuyện dẫn chơi hả? Nó nên giàu sang có học đạo, không chịu tu. Thấy chưa? Nên thôi trời ơi, mình vừa vừa thôi. Có 3 buổi cơm ăn là được rồi, tu đi chợ. Chứ có tiền chi mà nghỉ tu trời. Không ai mốt chết thì đi đâu, hiểu không? Nói bây giờ mình biết nhau, mình sống vừa vừa thôi. Như những đứa cũng có 3 buổi cơm thôi. Những đứa là cũng khỏe lắm nha. Không uống cà phê, không uống nước đá, không ăn bánh ngọt. Không có thích ăn bún, hủ tiếu gì hết chứ. Chỉ ăn cái gì? Ăn cơm mà. Nên nuôi những đứa khỏe lắm. Nên sau này mà những đứa mà không có chùa chiền gì ở, bị nuôi những đứa dễ lắm. Hiểu không? Tại vì những đứa đâu uống cà phê, đâu có uống thuốc gì đâu. Không có ăn dụng ăn dặn hay chứ á. Ngày chỉ cần cho 3 buổi cơm thôi. Rồi thuyết pháp 2 thời cho nghe. Thấy không? Không. Ai nuôi tôi đưa tay lên coi. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nuôi người này khỏe. Thấy không? Vậy thì sao? Mình mà dễ sống thì ai cũng thích nuôi mình. Thấy không? Còn mình mà đòi ăn, đòi uống tùm lum tùm la, sống xa xỉ thì ai nuôi mình. Nên chúng ta là người nghe đạo, người tu đơn giản nhất mà lại khỏe. Đơn giản mà lại khỏe. Rồi cái tâm giải thoát nuôi cho nó mạnh lên. Còn những cái điều gì sai quấy thì sửa đổi lỗi lầm. Cứ sửa đi từ từ là nó tốt mà. Nên một buổi chia sẻ này nó đầy đủ lắm đó quý vị. Rất là đầy đủ luôn. Nó nơi chốn bình an ta tìm về đúng không? Phải ngồi bình an không? Nó bình an vô cùng. Mình là người tu tịnh độ mà thọ mạng đến thì nó đi, chứ đâu phải nói chết mà nó chết. Người tu tịnh độ nó không có cử hai chữ chết. Mà lạ thay là người tu tịnh độ người ta còn dán chữ chết lên chán. Chứ đừng có nói cái chuyện mà ta cử chữ chết. Người ta còn nhắc mình là vô thường, nhắc mình sắp sửa chết rồi để mình hiền. Nên ai mà biết những đức là người đó không có dự. Tại vì nhắc chết hoài giết hiền chứ không gì. Nó mấy cái bà mà chửi chồng chửi con rồi đó là gặp những đức giết là nghỉ chữ. Tại vì sao? Dù cái miệng thì niệm Phật lấy đâu chữ. Rồi có nhiều người mà ta gặp những đức ta nói nghe, công nhận thầy sao mà thầy nuôi với bà già hay. Ở nhà con mà sao có một bà nuôi khó. Những đức nói tại vì cô dạy bà niệm Phật. Chứ mấy bà già trong chùa ngày bà tu 4 thờ. Bà bước ra bà cầm cái máy bấm số. Bà cứ bấm. Cái ai vậy là Phật bấm một cái. Ai vậy là Phật bấm một cái. Thì bà niệm Phật vậy bây giờ bà chữ ai. Bà niệm với bà hiền khô.
Nói hiền hiền chứ có khi bà cũng còn dữ á, tại vì bà chưa có sạch được. Chứ mình nói bà hiền quá, đây gặp mấy bà già tuần trụ, bà bục Phật tử, Phật tử nói trời ông thầy Đức cũng nói hiền mà hiền như bà thì ghê quá. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, hiền nhiều lắm rồi đó, và cũng biết nghe lời, dễ thương. Vô nhà ăn mà ngồi mà răm rắp không dám nói chuyện là biết rồi đó, thì biết cái tổ chức nó cũng đặc biệt. Nên từ nơi đó mà tất cả người già nghe nghe coi cái công đoạn này nè, phải quyết định mạnh mẽ, tiền bạc của cải vật chất cho con cháu hết, chia sạch luôn rồi vô đây. Có nghĩa là vô đây không có một cách nào cũng được. Còn nếu như mà mình có tiền mình cũng vừa tam bảo không có thôi. Vậy thì mình vô đây mình ở mình yên tâm, dài bộ đồ lam, bộ đồ nào gách những đức mua bộ đồ nấy, mắc cái quần mua cái quần, mắc cái áo mua cái áo. Nó có nghĩa là mình lo đàng hoàng hết. Bây giờ quý vị nghĩ thì cuộc đời con người dù có giàu cỡ nào đi chăng nữa vẫn nghĩ gì tiền gì, dưỡng già. Còn vô chùa mình không có nghĩ cái chuyện dưỡng già nghe. Lạ thay mấy bà già vô chùa mình là bà trẻ lại. Bà mày bà cười người, bà cười nhiều bà đâu có nghĩ gì dưỡng già đâu. Không có dưỡng già nè, cũng không có dưỡng bệnh nữa, chỉ có niệm ai với đạo Phật hoài, bệnh già gì mặc kệ. Rồi lúc nào mà yếu thì đưa vô phòng hộ niệm. Cứ niệm, thỏa mãn còn thì đi ra khỏi phòng hộ niệm đi chơi nữa. Còn thỏa mãn mà hết thì Phật A Đà rước giảng sanh. Vì coi đúng là phải nơi chốn bình an không? Giàu mà bây giờ người ta cũng chưa chắc được cái duyên thù thắng gì nữa. Nhưng mà bây giờ mình được cái duyên này mà mình nghe được rồi, mình phát tâm cho nó mạnh. Chứ có nhiều bà mà nó 70 mấy tuổi mà gặp những đức nói trời ơi con vô đây gì đó con mê dữ lắm, mê thầy ơi. Nhưng mà để con về con sắp xếp rồi con vô. Những đức hỏi bà nhiêu rồi, dạ con mới 75. Mới 75 mà. Nhớ nè, ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt, chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. Có nghĩa là vô lượng kiếp rồi chúng ta cứ chờ đợi mãi cái xong mà nó không xong nổi. Có nghĩa là cứ chờ đợi vô lượng kiếp rồi chứ không có giỡn đâu nghe quý vị. Nên mỗi một con người chúng ta đời này gặp tịnh độ nè, phải nắm cho chắc, nhất là cái cơ hội mà gặp những đạo tràng chuyên tu này. Có nghĩa là nó xuất hiện bây giờ 3-4 điểm chùa chuyên tu mà đến mức mà thuần chuyên. Mà quý vị công nhận rằng là bây giờ đối với chúng ta trẻ già gì cũng vậy, nếu mà gặp tịnh độ này quý vị thấy nó phù hợp không? Nó quá dễ tu. Bây giờ nhất là bây giờ mình nói cái số lượng người mà đi đến chùa là đa phần là từ tuổi 50 mấy trở lên là nhiều nhất. Vậy thì bây giờ tuổi càng già mắt càng mờ, tai càng không được thính. Vậy thì nếu mà một câu Phật hiệu này mà niệm thì dễ vô cùng. Nếu như mà trì chú tụng kinh thì vô cùng là khó. Không phải là mình phủ phàng về kinh chú, nhưng mà là do con người không áp dụng được, khó. Nên mình đưa ra cái pháp dễ, đó là chuyên niệm Phật lễ Phật luôn. Nên quý vị biết rằng là chùa mình vì sao những người già mà khỏe, quý vị đa phần là khỏe, vì sao quý vị biết không? Vì lễ Phật mà khỏe. Nên những đức nói rằng là quý vị đi đến đây á, chúng ta được tặng tượng Phật đó, thì chuyến này những đức cũng đặt tượng Phật nhiều dữ lắm đó. Thì hồi sáng này những đức kêu chở qua một xe tải tượng. Thì một chút quý vị ra ngoài, ai mà thỉnh tượng thì cứ lỡ cái xe đó thỉnh. Còn ngày mai nữa thì quý vị qua bên kia, bên hộ pháp để nhiều dữ lắm. Ở bên thỉnh, ở xa nghe, ở xa cứ là thỉnh bộ tượng Phật Tam Thánh. Cái bộ tượng Phật rất là đẹp, như vàng 24 à. Tại vì quý vị biết rằng là con người chúng ta thích vàng, nên á, thế giới cực lạc là gọi là thân sắc vàng rồng. Nên bây giờ tượng Phật làm cũng như vàng 24. Quý vị biết rằng thỉnh một bộ tượng Phật đem về nhà làm bằng thờ, thì đời mình lễ Phật, niệm Phật, lễ Phật, dạy con cháu niệm Phật, lễ Phật, thì từng đời mà gia đạo mà biết tu như vậy thì nó thịnh. Những đức đã từng có một buổi giảng rằng là gia đình có ngôi tam bảo là phước báo thù thắng nhất. Thật sự 100%. Vì không có một cái điểm nào mà quý giá bằng là ba ngôi báo Phật Pháp Tăng. Mà mình thờ ngôi tam bảo trong nhà. Quý vị biết rằng là ba pho tượng những đức đặt trên thành phố, là một bộ tượng đó là 1 triệu đó. Thì quý vị thỉnh thì những đức tặng một bộ luôn, có nghĩa là Di Đà Quan Âm Thế Chí luôn. Rồi bắt đầu thỉnh về, quý vị hỏi lại là thầy ơi, bây giờ con thỉnh về như vậy, bây giờ con phải an vị Phật sao, con không biết nghi thức. Dễ lắm, chỉ cần niệm Phật lễ Phật là nghi thức. Quý vị mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, bây giờ là niệm Phật lễ Phật, tôn tượng Phật lên càng sớm càng tốt. Quý vị hỏi ngày nào là ngày tốt thầy? Ngày mà quý vị vừa về tới nhà tôn tượng Phật lên liền là ngày tốt.
chứ đừng có đi coi thầy bà gì hết á. Trời ơi, quý vị coi bây giờ thí dụ như đơn giản Như Đức là Phạm Tăng thôi, mà bây giờ quý vị mời Như Đức đến nhà mà quý vị kêu Như Đức thầy ở ngoài đường giùm. Ôi sao kỳ vậy? Mời về mà kêu ngồi đây làm sao? Để coi ngày, coi giờ mới cho thầy vô. Nó chậu là chậu, mệt cũng chết luôn. Đi đường xa xa xôi đi tới đây mà giờ cho trong nhà uống miếng nước đi không? Con ngày giờ xong mà mời vô. Chúng ta thầy vô vậy bạ là ngày không tốt, gia đình có chuyện lu bu. Nói thôi 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 được gì tôi chào vì tôi đi. Thấy chưa? Bây giờ quý vị coi giờ Phật thỉnh từ chùa đem về mà để Phật ở trong thùng. Coi ngày tuần sau, nửa tháng sau mới là ngày tốt. Vì Phật phải chịu ở trong thùng một tuần, nửa tháng. Những đức đây mà còn bỏ gì nè. Tại vì mờ đến mà không cho vô nước. Quý vị coi, Phật không có trách mình mà cái tâm mình không hiểu đó, mình có lỗi. Hiểu không quý vị? Nên từ nơi đó mà thỉnh tượng Phật về, những đức nói với hổm nghe những buổi giảng đó, là ở nhà làm bàn thờ sẵn hết đi. Vừa thỉnh tượng Phật về là tôn tượng Phật lên liền. Bắt đầu là tắm rồi xong bản áo chàng vô, lên lễ Phật một thờ, rồi xong là ăn vị Phật. Một người hay ba người trong nhà cũng được, chỉ cần lễ Phật một thờ là ăn vị Phật. Từ đó về sau niệm Phật lễ Phật, cứ như vậy gọi là cúng dường tam bảo. Ai cũng làm được, quá dễ luôn. Không có một nghi thức gì đề ra hết, khỏi cần trì chú gì hết. Quý vị cứ niệm Phật là cúng dường Phật. Đó quý vị thấy không, ai cũng làm được. Có vị nói là bây giờ con có cần mời quý thầy không? Nếu như quý vị biết một vị thầy nào chuyên tu, chuyên niệm Phật thì được. Còn nếu như người ta không chuyên tu, không niệm Phật, thà quý vị làm còn hay hơn. Đó là nói rất rõ ràng nghe. Đó, nên từ nơi đó mà tượng Phật bữa nay thì đem qua chừng một xe tải thôi. Thì quý vị nào thỉnh một chút ra phía sau này nè, phía sau ngay trong cái giường, cái sala nè, phía sau đó thì có cái xe tải một chút à, mình lỡ đó thì quý chú đưa. Còn ngày mai qua bên hộ pháp thì rất là nhiều, nhất là những vị ở xa là tặng cho quý vị đó trước luôn. Những vị ở xa lâu lâu mới đến lần á, đó nên nó tặng trước luôn. Rồi lâu lâu mình có dịp mình đi đến chùa gì nè quý vị, bây giờ nhờ mình nghe Phật pháp mà mình thay đổi cái tâm trạng, thay đổi cái khổ đau của mình. Chính bản thân những đức là nhờ học Phật mà thay đổi cuộc đời này 100% luôn. Từ một thanh niên hư hỏng giống như tệ nạn xã hội luôn nè, nhậu nhẹt bê tha té ạch ạch, chó dượt chạy mắt dép. Quý vị coi ngoài đời không tu chó dượt. Bây giờ vô chùa đi niệm Phật mà bây giờ Phật tử dượt thì kinh khủng không? Ôi ôi, đúng là nó thay đổi cuộc đời lạ thiệt. Ngày xưa là đố ai nhìn tới chứ đừng nói gì dượt. Mình nó dượt đánh mình á. Ngày xưa nó dượt đánh mình thì mình hư quá, nó dượt đánh mình. Còn chó nó gặp mình nó dượt, nó cắn mình vì mình ăn thịt. Ăn thịt chó đồ nó cắn mình á. Nói chưa? Mà chạy xe ngoài đường mà té cái ạch, chó nó không liếm cái tay. Trời ơi, đúng là gì đâu mà nó xấu hổ, chó mà không liếm tay. Bởi vì có nhiều cô hỏi, ủa thầy ngoài đời có người yêu không? Trời ơi, chó mà còn không liếm tay, người yêu đâu mà có. Không có nó mới đi tu. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là đúng là xấu số, không có phước. Làm mười mấy năm không có một cắt. Tết năm nào cũng là mượn nợ về ăn Tết. Mới về quê xạo được 3 ngày. Tới bữa thứ tư bằng đêm đi lên thành phố lại. Quý vị biết là thê thảm cỡ nào đó. Mười mấy năm là cứ như vậy, cốc khỉ văn quần cốc khỉ. Như vậy mà gặp tịnh độ niệm Phật thôi, nuôi người già niệm Phật thôi. Vậy mà bây giờ làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, rồi tổ chức bao nhiêu chương trình, mà bây giờ ngồi để nói chuyện chứ bị nghe nữa chứ. Ừ, ngày xưa người ta dượt, người ta quýnh, chó dượt chạy. Mà bây giờ Phật tử ngồi người ta nhìn làm nè. Ừ, mình thấy đúng là xấu hổ thiệt luôn á. Mình càng nghĩ mình cảm ơn, càng cảm ơn Phật. Ồ, hồi sáng có nguyên một cái nhóm Phật tử mà nhiều cô cũng trẻ trẻ không, nói thầy ơi thầy ơi thầy ơi thầy mấy cái hổm giờ nghe hồi đó giờ nghe pháp thầy lâu quá, bây giờ mới thấy thầy đứng lại chụp hình với thầy một bó. Nói trời ơi, họ kệ chụp đại trong bộ bên nói cái chừng nó cháy máy. Ôi ôi quý vị thấy không, nó không? Niệm Phật thôi đúng không, thay đổi cuộc đời đúng chưa? Chứ ngày xưa ai mà kêu chụp hình. Ngày xưa rủ người ta chụp hình, nó nói thôi đi ra chỗ khác cho mỏ nhọn quét.
Kinh khủng không? Mà bây giờ người ta ngủ chụp hình, họ rõ ràng thay đổi cuộc đời chưa? Một câu vật hiệu này 100% là thay đổi cuộc đời. Và người không có phước tự nhiên có phước, người không có duyên có duyên đấy. Ấy có duyên không? Không có duyên sao nói chuyện cười với hả? Đó, đúng không? 100% luôn, thấy chưa? Một câu vật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề khổ đau luôn. Rất là nhiều người đã được sự lợi ích khi niệm Phật là được vui vẻ hết khổ đau. Người bệnh đau bế tắc vô cùng niệm Phật, tự nhiên cái tâm trạng mình không còn nặng nề nữa, tự nhiên có một con đường mình đi về tốt đẹp. Quý vị coi, đúng là một câu Phật hiệu này quá hay. Nên đây là chốn bình an, nơi đây là nơi gì? Chạm tiếp dẫn người về cực lạc. Rồi. À, và Thượng Đan xây cái nơi này là để chạm tiếp dẫn người về cực lạc. Rồi từ từ quý vị sẽ thấy nó hoàn chỉnh, từ từ càng hoàn chỉnh. Còn bây giờ mình mới về, nên mình bây giờ chịu ngồi nè, ngoài sân nè. Bây giờ quý vị coi, có những người bây giờ người ta đang ngồi ngoài sân mà không thấy hình ảnh ai, không biết ông thầy giảng chỗ nào. Có nhiều Phật tử người ta ngồi, người ta quay về hướng ngoài đường. Tại vì sao? Tưởng ông thầy giảng ngoài đường. Ta không thấy hình ảnh gì luôn. Thì coi có những người trên lầu bây giờ người ta ngồi trên, mà ta ngồi nghiêu ngao trên một mình. Thì vì thấy từ ở phương xa ở đâu đến đây tự nhiên nghe ông thầy giảng. Ở nhà cũng là coi được cái tivi. Vậy mà vô đây không có tivi coi, ngồi chơi chọi trên. Còn có nhiều Phật tử bây giờ đang ngồi ngoài sân ngoài chơi chọi đơn coi bị nắng. Bị coi thấy không? Đó. Vậy mà người ta vẫn ngồi là vì sao? Cái an tịnh. Cái an tịnh. Những Đức nói cái nhân nào cái quả nấy, quý vị. Quý vị có một cái tâm chân thật hướng đạo thì cái quả báo của mình cũng đặc biệt thù thắng lắm. Đó, nên thật sự mà nói Những Đức cũng nhiệt tình hết mình. Bây giờ hòa thượng xây lên cái chánh điện bự gì, bây giờ mà trước cũng không hết thì mình chịu thua. Nên bây giờ hòa thượng qua cũng nhìn gì quý vị ngồi, Phật tử ngồi ngoài đó vậy nghe. Có chừng vài bữa cắt căng một cái chánh điện bự chà bá nữa bây giờ. À, giỡn đâu. Nó nên Những Đức nói với mấy huynh đệ, Những Đức nói mấy anh em đừng có mua rạp gì căng hết trơn á. Để cho Phật tử bữa nay chịu ngồi hai buổi đi. Nắng ngồi ngoài đó chịu khó ngồi ngoài đó đó, biết chi chưa? Hòa thượng qua không nhìn. Nhìn ông thấy rồi xong bắt đầu là ông cắt nhà nè, ông cắt một cái chánh điện khác nè, nó cái phía nhà ăn ngang qua còn nguyên miếng đất bự quá trời đó, cắt cái chánh điện thiệt là bự đi làm bốn bằng bốn cái chánh điện này nè cho người ta ngồi, hoặc là mình cắt cái một cái nhà ton cho thiệt là bự á, thì vô đó là tổ chức lễ ngon lành luôn, như ở bên Đại Tùng Lâm đúng không, là tự nhiên lễ lọc vô đó ngồi hết trơn ổn định một chỗ luôn. Đó, nên Những Đức nói rằng là hòa thượng qua không coi, không thấy, nhìn ngồi tràn lan đại hải, tội nghiệp quá. Nó bắt đầu là coi chừng quý vị vừa về khai móng nữa bây giờ. À, giỡn đâu. Đó, nên mình về đây ha, cổ ích lòng nhiều, chân thật mình cúng dường Tam Bảo. Cứ cái tâm cúng dường Tam Bảo là đủ à. Chùa muốn làm gì làm. Đó, để cho hòa thượng xây dựng. Thì từ cái tâm chân thật vậy khỏi cần ai biết. Quý vị nhớ nè, chúng ta tạo tội, chúng ta đâu có đi ghi cho người ta biết đâu, nhưng mà nó vẫn có tội. Vậy thì chúng ta tạo phước, chúng ta cũng không cần ghi thì cũng có phước. Quý vị nhớ là hai, mỗi một người chúng ta hai bên vai này nè đều có hai vị thần. Nên tất cả các chú, các cô, các thầy phải nhớ. Bây giờ chúng ta có trốn ở chỗ nào, chúng ta làm điều sai thì cũng có một ông thần ghi điều sai vào sổ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta làm một việc thiện không ai biết, vẫn có một vị thần ghi điều tốt cho chúng ta. Một người đàn ông đi ra ngoài, đi có vợ bé, trốn vợ, thì ông thần vẫn ghi mày có vợ bé vô sổ. Không giỡn đâu nghe. Mà lạ thay đi ra ngoài, đi có vợ bé này kia đồ gì sao, thì từ từ nói vợ không có được, nói con dạy không được. Mắc cái phước, mắc cái quay lực, cái tư tưởng đàn ông không nói được người ta. Là nghĩa là đi ra ngoài mà gian díu này kia rồi. Còn người phụ nữ mà mình đã có chồng rồi mà đi liếc mắt đưa tình với con trai, nhìn con trai cái là liếc đi. Cái này là xấu lắm nghe, không có tốt đâu. Nên bây giờ mình biết đạo rồi, thôi biết an phận với bà u. Nên từ nơi đó biết an phận đi, đặng mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thấy không? Chờ trao của nào thì dùng của nấy đi, chứ đừng có mà chán chê gì hết trơn, đi tìm của mới làm chi. Thấy không? Mình biết tu rồi. Bây giờ mục tiêu của mình là niệm Phật về cực lạc nè.
ở cái cõi này lây quay già bây giờ. Nhưng Đức năm nay 42 tuổi rồi nè, nó lây quay rồi nó tới bây giờ, tuổi già 50 tuổi bây giờ. Đừng nói chuyện vợ. Nên mỗi một con người chúng ta nghe đạo rồi quý vị, thôi chúng ta cố gắng tu nhân tích đức đi. Nhất là được cái nhân duyên mà những ngôi chùa tịnh độ gì mọc lên, mà cơ hội cho mình tu đặc biệt mà Hòa Nhờ Hòa Thượng sấy. Nên mình mới được cái nơi gì mình ở mình tu. Hòa Thượng tuy là không có qua đây hôm qua, như Đức Thỉnh Hòa Thượng, Hòa Thượng nói thôi tôi lớn tuổi rồi, tôi giao cho ông đó, ông giải quyết hết đi, ông sắp xếp xong, sắp xếp kệ ông. Thấy không? Nó thì lớn tuổi quý vị, thấy không? Nhưng mà nhờ cái quay Đức Hòa Thượng tiên ngồi vậy đó, cũng mong bữa nay Đức nó tổ chức chương trình cho suôn sẻ, cho nhiều Phật tử nghe nó giảng mà mở tâm lượng rộng ra. Hiểu không? Nên từ nơi đó thì biết rằng không, mà thật sự ngồi nó chỉ Hòa Thượng thấy dễ thương tội nghiệp gì đâu. Không, thật sự mà nó ngồi thấy người già, mình đã thương người già. Mà kiểu mà ngồi mà thấy Hòa Thượng mắt liêm nhiêm thấy tội nghiệp á. Ngồi trong cái phòng mà 82 tuổi còn gì. Thì bây giờ quý vị coi đúng là năm mười mấy tuổi đi tu. Mười mấy tuổi đi tu tới bây giờ luôn. Làm việc giáo hội mấy chục năm. Xây chùa mà 30 mấy dãy nhà. Nhà tầng cao đó đó. 30 mấy dãy. Rồi xây coi 4 kiện chùa. 4 kiện chùa. Một cái hộ pháp bên kia Đại Tùng Lâm đây 2. Rồi chùa mới đây mới xây là 3. Ở ngoài Tóc Tiên một ngôi chùa mà nuôi trẻ em là 4. Ở dưới Tuốt, ở dưới Vũng Tàu dưới có một ngôi chùa dưới đó nữa là 5. Quý vị biết rằng là ngài xây chùa nhiều như vậy mà còn làm việc giáo hội mấy chục năm. Từ nơi đó cái nhân duyên đặc biệt vô cùng, nên mà mình niệm Phật mà lại có được cái duyên nương tựa một vị đại lão hòa thượng. Nên cái duyên này là đặc biệt, hàng Phật tử phải nói rằng là đúng là chúng ta đang có cái phước tuyệt vời. Nếu như mà bây giờ tịnh độ mà nó chuyển xây sạch nhất thì bây giờ bị nương vào đâu mà tu bây giờ? Bây giờ hiện tại chùa chúng ta là đang hoàn truyền tịnh độ mạnh nhất rồi đó. Sức ảnh hưởng vào phương pháp tu và áp dụng từng gia đình luôn là quá đặc biệt. Nên quý vị đã nghe được tịnh độ, những Đức nói một chiếc máy nghe pháp V52 này thôi nè, quý vị biết rằng nó lợi ích lớn vô cùng luôn. Có khi một chiếc máy này thôi mà bây giờ quý vị tặng cho người ta, mà có những người mấy năm chờ cầm chiếc máy này nghe đó. Vậy mà ta nghe rồi ta niệm Phật luôn. Trong chiếc máy này bây giờ là 1,000+ buổi giảng trong đây, mà ở trong nằm trong chiếc máy V52 này, mà thẻ bích luôn. Hôm qua hồi kia giờ nó mới về 1,000 cái đó. Nó thì bữa nay có đem qua đây đó, những vị Phật tử ở xa mình đặt vài cái, mình cho bên vợ, bên chồng, bên nội, bên ngoại vậy đó. Hay là người già sớm mình tặng cho người ta chiếc máy. Có nhiều người già mà con cái mà đi làm hoài buồn, ngồi ở nhà đưa giọng buồn thiểu buồn thiêu, bị tặng cho chiếc máy nghe pháp, để cho mấy bà già bà ngồi bà nghe bà niệm Phật đó, ở dưới nhà ăn ở dưới đó. Còn thí dụ như cái đèn bông sen này quý vị để cho bàn thờ. Bây giờ sau này quý vị ở xa vì có điện thoại đến chùa, rồi chùa đưa số điện thoại cho quý vị, nhiều Phật tử người ta đưa cho quý vị, người ta gửi cho quý vị, sao người ta tính với quý vị đâu vào đó đàng hoàng. Một cái đèn bông sen này thôi mà quý vị để trên bàn thờ niệm Phật á, quý vị biết bắt niệm Phật suốt. Quý vị cứ nghĩ đi, ông bà tổ tiên chúng ta chấp vào bàn thờ chưa siêu, rồi á, chư hương linh đồ ở vùng đất của mình nhiều lắm, mà âm siêu thì người dương lợi à. Nên trên bàn thờ để cái đèn bông sen này, nó có đèn luôn, có điệu niệm Phật luôn, bắt đúng cái điệu hộ niệm 4 chữ, hiểu không? Cái điệu hộ niệm 4 chữ, rồi bắt đầu là gia đình mà có người già yếu là chính cái đèn bông sen này hộ niệm luôn. Thí dụ như chùa nhà của mình đi, có cái bàn thờ ngôi Tam Bảo, để cái đèn bông sen trên đó, bắt cái điệu hộ niệm 4 chữ để xuyên suốt luôn. Còn có một cái tivi nữa kéo mạng qua, mỗi ngày nghe như Đức giảng 2 thờ, một câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc Quốc, ngay cái bàn thờ đó. Sau này nhà cha mẹ người già yếu kéo vô cái bàn thờ, đem vô cái bàn thờ đó đó, rồi bắt đầu đóng cửa lại. Làm gì? Hộ niệm tại nhà luôn. Là quý vị biết rằng là nếu như mà mỗi một người cư sĩ mà nhà mình điều hộ niệm được hết, vì bây giờ nó có sẵn rồi, chùa mình cũng hộ niệm gì luôn nè. Cái điều hộ niệm 4 chữ bắt lên, bắt đầu những Đức niệm câu, quý vị niệm theo câu, dù 1, 2 người, 2, 3 người, rủ chị em, anh em, bạn bè đồng tu lại, rủ lại chia ban ra, cứ ban niệm tiếng gửi, rồi 3 ban 3 tiếng quay lại, cứ hộ niệm cho cha mẹ mình, cứ làm gì. Bây giờ quý vị gọi ban hộ niệm, khi người ta đến không kịp thì sao? Tại sao mình không học cái cách hộ niệm để ở nhà mình làm cho ông bà cha mẹ mình, người thân luôn, rồi cả gia đình đều biết niệm Phật, lễ Phật, có bàn thờ, rồi mỗi ngày nghe pháp ngồi ngay bàn thờ đó đó, bàn thờ Phật đó đó, có cái tivi mình ngồi mình nghe. Rồi lúc mình đi làm về, bắt đầu là mình á, cứ vô cái bàn thờ đó mình ngồi mình nhìn Phật, mình niệm Phật.
Trời ơi, cái cảm giác này nó sướng gì đâu, đúng không? Nó quý vị nhớ đó, thấy không? Một cái đèn bông sen thôi, mà nếu nhà 4 tầng thì mỗi tầng cứ cái đèn. Theo cái cầu thang đi đó, cái thiết kế thì sao đó, có đèn này, có điệu niệm Phật, đi đến đâu cũng nghe câu Phật hiệu, giống như xông ốp thân tâm mình. Quý vị coi xung quanh chùa Hộ Pháp này, bên đây Đại Tùng Lâm, đi đâu cũng nghe niệm Phật hết. Nó quý vị coi bao nhiêu con người già vậy mà tại sao yên tâm, vui, là nhờ niệm Phật. Nhờ niệm Phật. Còn cái máy niệm Phật đeo cổ, vì thấy lúc nào như Đức cũng đeo không? Cái này nè, số 1 nè, thấy không? Đi đường, đi ra ngoài, đi đâu cũng vậy đeo. Trời ơi, có cái bà đó, bà tặng cho cháu bà một cái máy niệm Phật. Quý vị biết rằng là đứa cháu nó bắt cái điều niệm Phật lên mà nó không niệm nghe. Nó bắt lên cái máy niệm Phật, nó bật lên thôi. Nó bật lên gì thôi nè, nó bật gì nè. Đó. Nó cứ bắt vậy thôi đó. Vậy mà quý vị biết rằng là nó đi đến một cái nơi mà vắng vẻ lắm, tự nhiên người phước mặt phước mày, có người nói xô nó đi, xô nó. Rồi bắt đầu là có một người nói lại một câu: không, đừng có xô đứa này, đứa này niệm Phật đó nghe, mày xô cái người niệm Phật tội nặng dữ lắm nghe. Quý vị thấy không? Nó nghe một phát thôi, nó về bắt đầu là nó niệm Phật liền. Vì sao? Vì nó biết nhờ niệm Phật mà nó không bị xô. Nên những đức nói quý vị biết, cái thời cuộc này nè, dịch bệnh đồ chết quá trời luôn, rồi bệnh hoạn chết quá trời luôn, kiếp nạn giặc giả chết, mà chiến tranh nước ngoài đồ chết, thì quý vị biết rằng đó, thì nhiều người chưa siêu thoát, giống như qua cái trận dịch này chết nhiều người chưa siêu đâu, mà đã là nhiều cô hồn chưa siêu. Mà cô hồn mà chưa biết tu là cô hồn dữ lắm đó chợ. Cô hồn mà chưa biết tu là dữ lắm đó. Nên cái nói mà bây giờ mà tại sao mà tai nạn nhiều, chạy xe ngoài đường lạng lách rồi nó bẻ ra lái một cái lộn mèo. Vì sao? Vì cô hồn mà chưa biết tu á là dữ lắm. Kệ, okay, tặng cái quạt đưa quạt lên. Hiểu chưa? Nên quý vị biết rằng đó là dữ dằn lắm. Nên mình đi đâu mình cũng đeo máy niệm Phật. Trên xe mình các đoàn xe điều niệm Phật, hoặc là trên xe 50 chỗ có tivi, mình kiếm những cái buổi giảng nào mà nó nhân sinh, mà những ngày chủ nhật đồ mà mình giảng rộng được á, cho những người mà ngồi trên xe cơ hội ngồi phải nghe. Tự nhiên quý vị đi, quý vị biết cách từ xa rồi đó, bị bật cái buổi giảng ngày chủ nhật lên cho người ta coi. Có khi người ta coi xong là người ta lỡ tới đây là người ta cảm giác duyên dày liền. Chứ đừng bao giờ mà mình để nhạc chi, trời, nó đâu có lợi ích. Bây giờ cơ hội lâu lâu bị dẫn người ta đi tu đó, là quý vị ở trên xe 50 chỗ, quý vị gắn cái USB vô cho hát, nó hát bài giảng ngày chủ nhật, hay là bài giảng nào quý vị nghe mà nó nhân sinh nhất, hoặc là từ đây sắp tới mà trước lễ như Đức giảng một buổi giảng mà nhân sinh, một buổi giảng mà dặn dò Phật tử tu, là quý vị lấy cái buổi giảng quý vị ghim vô mỗi một chiếc xe lên cho nửa tiếng đồng hồ cho họ nghe, để cho họ biết đi đến chùa quy tắc làm sao, đi tu làm sao, nhiệt tình sao, là mai mốt những Đức làm gì cho quý vị. Nhớ cái này là mình tính từng chút cho người ta luôn nghe. À, nhớ. Đó. Vậy thì ngồi trên xe vừa bắt pháp xong, bắt đầu là vừa tắt pháp bắt niệm Phật liền. Thấy không? Bắt cái điều niệm Phật á, A Di Đà Phật nhẹ nhẹ. Cái điều niệm Phật A Di Đà Phật nhẹ nhẹ nghe. Hoặc là cái điều hộ niệm này nè, hộ niệm họ luôn. Nhớ. Ừ, có gì đâu. Nên từ nơi đó mới bị biết. Như vậy thì trên đoạn đường đi là nghe pháp và tu được luôn. Thì thấy lợi ích chưa? Nếu cái tâm người trưởng đoàn mà nghĩ được điều này nghe, tuyệt vời. Quý vị biết ban đầu những người mà chưa tu quen, họ thấy nó chưa quen, nhưng mà lạ thay từ từ quý vị sẽ thấy cái cảm giác mà trên xe mà pháp và niệm Phật đó, là nó được xông ốp thân tâm. Khi bước xuống xe nó phải re. Có nhiều người mà trên xe mà ói ọc 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 ọc, lúc bình thường đi xe là ọc 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 ói, vậy mà bắt niệm Phật bắt pháp lên nghỉ ói. Quý vị mà bắt cái ngày chủ nhật mà còn ói mới sợ, vì nó cười quá, vừa ói ra nó ốc vô chạy xuống lại, vui quá làm sao ói. Nhưng mà bây giờ mình ngồi đó mình không niệm Phật, mình không nghe pháp, thì cái trạng thái của tâm mình á, nó đang đặt vào cái tâm là sợ ói. Mà sợ ói là bắt đầu là cái tâm nó từ cái tâm mà nó sanh cảnh là nó ói liền. Thấy chưa? Nên cái người mà đi xe mà sợ mệt mỏi này kia, lên xe bắt niệm Phật bắt pháp đi là không bao giờ ói, chắc chắn luôn. Quý vị thử đi đó. Đây là những điều mà những Đức nhắc nhở rất là kỹ luôn đó. Nên mình đi về chùa, máy nghe pháp, máy niệm Phật, đèn bông sen, mình đặt vài cái, mình kết duyên với gia đình dòng họ bên nội bên ngoại hai bên. Còn những người có điều kiện thì đặt nhiều nhiều về tặng cho người ta, hoặc đặt giùm chia lại cho người ta lấy tiền lạc.
Nên mỗi một địa phương người nghe tịnh độ rồi, máy nghe pháp của chùa mình quý vị cứ đặt, rồi quý vị mới đặt zoom lại cho người ta. Vì phổ biến như vậy thì cái nơi địa phương của quý vị, cái nơi vùng sâu vùng xa đều đem tịnh độ để hoàn truyền. Một chiếc máy nghe pháp này giải quyết vấn đề. Nếu chịu nghe là giải quyết vấn đề gì thế? Thẻ nằm trống, không nghe đem đưa cho người khác nghe, tại không lấy cái thẻ đổi được đúng không? Còn cái thẻ bình thường thì người ta lấy cái thẻ ra cài nhạc nghe, còn cái máy này sao cài được? Bích mất tiêu. Quý vị thấy tính kỹ ghê chưa? Quá kỹ, đúng không? Đó. Còn cái máy niệm Phật này thì niệm Phật, chứ bây giờ quý vị nghĩ đi, bây giờ quý vị để cái thẻ vô được đâu? Cái máy này niệm Phật mà, thì đi đâu cũng đeo gì nè, cứ đeo gì thôi, để trong người cái điều niệm Phật nhẹ vậy đó, vậy đó mà nó nhắc nhở mình đi đâu cũng niệm Phật. Quý vị biết rằng một người vô danh tiểu tốt như những đức mà bây giờ mà nuôi được bao nhiêu ngàn con người gì là từ đâu? Niệm Phật. Rồi tổ chức bao nhiêu chương trình, rồi quý vị lay quay nè nghe, ăn Tết xong bắt đầu là 19 tháng 2 là quanh quanh liệt liệt nè, 19 tháng 2 quan năm mới dữ dằn, là hai cái tháng 2. Ồ, hai cái tháng 2 là nhừng 2 tháng 2 mà mình đã dự định là tháng 2 quan năm là mình lễ 4 ngày. Thế vỗ tay yếu rồi. Nó vậy mà bây giờ lòi ra thêm tháng 2 nữa thì lỡ rồi 4 ngày luôn. Đúng không? Trời, có cơ hội tu mà. Nếu phải chẳng lễ được 8 ngày xong về cực lạc luôn cũng được. Nó không phải đơn giản lễ 4.000 lại không giỡn á nha. Nhưng mà vì lễ đi vì thấy khỏe vô cùng luôn. Có cái bà kia bà nói nghe, bà bị bệnh nhất sống. Vậy mà bà đi đến với lễ của Tát Quán Thế Âm 2.000 lại bà lễ xong rồi đó. Hết nhất. Hết nhất. Còn có cái bà kia bà nói bà đi khỏe re ở nhà luôn. Bà đến lễ 2.000 lại bà lễ xong tự nhiên bà đi hết nổi luôn. Ừ, sao nó ngộ thế ghê. Có những người đó khỏe re thì lễ xong tự nhiên đi hết nổi. Có những người mà tự nhiên bệnh đau mà lễ xong có tự nhiên khỏe luôn chứ đó. Thì biết vì sao? Vì sao? Cái người bệnh đau này nè, đến lúc nghiệp họ tiêu sạch thì bắt đầu là họ khỏe. Còn cái người mà khỏe kia là đúng là cái người này thì sau này họ mắc đi là họ đọa tam đồ ác đạo. Nhưng mà họ lại lễ 2.000 lại xong thì họ trả qua báo cuộc đời. Là họ bị đau chân mỏi gối một chút, nhưng mà họ kiên nhẫn là cái nghiệp đó tiêu luôn, mai mốt họ khỏe luôn, về cực lạc luôn. Đó, nghe chưa? Trời ơi, cái bổn nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm mà làm gì có chuyện lễ mà đi không nổi. Không nổi sao như đức lễ phà phà. 2.000 lại những đức mới nặng căng nè. Đi nghĩ đi. Bây giờ quý vị chỉ có là ví dụ những đức Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hải Diệu Am, quý vị ở dưới thì tùy quý vị thôi. Có những người thì Quan Thế Âm Bồ Tát, có những người thì Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì khả năng quý vị kể quý vị thôi, không có sao đúng không? Nhưng những đức ở trên đâu có đơn giản đâu, đúng không? Tay thì cầm micro, mắt thì nhìn vô cái cuốn sách, đúng không? Miệng thì tay bên đây thì khen. Mà khi quý vị mà đứng quý vị thấy những đức lễ thì quý vị thấy tội nghiệp. Những đức lễ đâu phải đơn giản như quý vị đâu. Quý vị còn lễ chứ quý vị còn nằm chơi một chút. Còn những đức có được nằm đâu. Những đức vừa lễ chúng ta là những cắt người lên liền. Nếu mà không có sức cắt lên cái cho nó rớt cái đầu luôn. Thì coi nè, vừa lại xuống cái là cắt đầu lên. Ken liền. Bắt đầu ken liền. Ồ quý vị coi một lúc mà bao nhiêu động tác như vậy đó. Có nghĩa là những đức gấp 3-4 lần quý vị luôn. Thêm cái hơ nữa. Không, Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Hải Diệu A. Còn vậy nó cũng hao hơi tổn sức đâu, giỡn đâu. Hiểu không? Thế vị chị Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều bà thì niệm cũng nhiệt tình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Có nhiều bà thì Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy thấy không? Nên từ nơi đó mà ông thầy ông chịu tu là mình cứ tu đi. Thật sự mà nói may mắn gặp ông thầy chịu tu. Ông thầy ông chịu tu, ông dẫn mình nên mình tu. Chứ ông thầy ông không chịu tu sao ông không dẫn mình tu. Thấy không? Đúng ra những đức tổ chức là những đức lo cả một cái hệ thống làm việc luôn. Nó không đơn giản mà tại sao những đức lại hứng tổ chức nghe. Hôm qua những đức niệm Hòa Thượng, Hòa Thượng quan năm mình lễ 2 tháng 2 Hòa Thượng.
8 ngày. Hòa thượng nói ừ tổ chức đi. Hòa thượng nói rằng ông bây giờ ông làm được cái tôi tuổi này có làm được đâu. À, mai mốt ông như tuổi tôi ông có làm được đâu, không cố gắng đi. Ông khuyên Phật tử cố gắng đi. Bây giờ mình còn trẻ mình tu đi, để đừng có đợi tới già hối hận. Những đức nuôi người già nhiều lắm quý vị à, nhiều lắm. Ngày nào cũng chơi người già chứ. Khổ lắm, tuổi già khổ lắm. Được cái duyên trong chùa mình là đặc biệt lắm rồi. Có một đội ngũ lo lắng đàng hoàng hết. Bệnh đau thì được cháo lao lo lắng đầy đủ hết trơn. Chứ nếu như mà nói thiệt chứ, người già ngoài đời bây giờ mà bệnh đau có khi con cháu đi làm hết trơn, nó không có chăm lo mình được. Còn đây là cái đội ngũ người ta là vô nội bộ luôn mới làm được việc. Đúng không? Nên bây giờ mà mình còn sức khỏe được mình gán tu đi. Nên bây giờ chuyến này đi đến đây nghe. Tết xong đủ duyên lại đây ăn Tết. Thấy không? Đủ duyên đi đến đây ăn Tết. Có nhiều cô nói, thầy ơi, nhà có ông bà. Hỏi, những đứa hỏi ông bà đâu? Nó nói ông bà đây. Ở trên bàn thờ, hiểu không? Nhà có ông bà. Rồi nhà có thờ Phật. Rồi con đi như vậy, ông bà con làm sao? Nó trời ơi, trời. Thì rủ ông bà đến chùa ăn Tết. Có gì đâu mà sao. Thì bây giờ Phật thì nơi nào thì chúng ta đi đến chùa thì tự nhiên là Phật quan hỷ thôi. Mình tu được, thấy không? Rồi bây giờ ông bà thì mình thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, mình nói ông bà ơi, năm nay 30 buổi tối con đi đến chùa luôn rồi. Con đến đó ăn Tết. Thôi con có thuê chiếc xe 7 chỗ con đi, hoặc là con đi xe đò, ông bà xu xếp đồ đạc đi. Chiều nay con với ông bà đi. Mình mời ông bà rồi, nếu ông bà không đi thì thôi, đúng không? Mà mình đi là ông bà đi à? Thì ông bà nói à, mấy đứa này nó đi ăn Tết trong chùa để tao cũng đi theo. Không? Ông bà vô chùa ăn Tết, cái một năm ông bà nói công nhận ăn Tết trong chùa vui thiệt. Ngày nào chùa cũng cúng điếu thực cho ăn, ngày nào cũng sinh hoạt, như tôi cười muốn rớt cái hàm răng. Ông bà mình á, mình sinh hoạt là ông bà mình chơi chung á, à, không dễ đâu. Nên từ nơi đó mình đi vô chùa ăn Tết là ông bà vô chùa ăn Tết luôn. Nên có nhiều người cái quan niệm người ta nó thất bại. Nhà có thờ ông bà nhưng mà bỏ đi để hương khói lạnh lẽo, vô chùa đi hương khói ấm áp, 7 ngày xong đi gì á, đúng không? Đó, nên từ nơi đó cái người dương mà tu được là người âm được lợi ích liền, không nói vòng voi. Thôi chúng ta ngồi tới đây thôi nghe, nghỉ A Di Đà Phật, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, hôm nay là ngày 17 tháng 11 2022. À, tại ngôi chùa mới chúng ta tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà, mà buổi tối đêm nay giờ này cũng Phật tử về đây khắp nơi nơi về đây tu học rất là đông. Nên vừa niệm Phật xong và nghe chia sẻ Phật pháp xong một thờ, giờ này chúng ta ra đây phóng sanh và cúng đĩa thực. Toàn thể đại chúng nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên tất cả những người chúng ta về đây tu hành, quý vị phải biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp quả đã từng sát sanh hại vật và nghiệp giết người hay phá thai. Nên bây giờ mình về đây mình tu, mình nghe được Phật pháp rồi, nên mình thành tâm thành ý, mình niệm Phật, mình nghe pháp, mình phóng sanh, mình cúng thí thực. Mình nguyện nhờ cái quay lực tam bảo gia hộ, khi mình cúng thí thực á,
chư hương linh vì nghiệp phá thai, hay cổ quyền thất tổ ông bà cha mẹ, hay những người chết oan chết ức, chết chưa được siêu thoát, hay chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, đều được thừa hưởng những cái công đức niệm Phật và hưởng tài thọ thực, và đem công đức này nguyện hồi hướng cho tất cả các vị quán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nguyện tất cả quý vị nên hướng về thế giới cực lạc, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, nhất tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất tiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhất thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngũ tình chung ngã kim tí nhự cung, thử thực biến thập phương nhất tiết hộ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, ngã kim tí nhự cung, thử thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mơ nhật thiệt, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chặn vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, ngũ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương cực lạc Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chúng ta nhìn mấy con chim này giống như nó đang bị ở tù. Ví dụ như mình mà bị ở tù mà ai thả mình ra, mình cảm ơn, mình mừng dữ lắm. Thì những con chim này khi mình thả nó ra, nó cũng cảm ơn mình dữ lắm. Mà mình còn đem Phật Pháp giới thiệu, mình còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho tất cả những con chim này. Nên tất cả những người chúng ta bị bệnh đau mà bác sĩ chạy, ung thư, bệnh gì đó, quý vị mà chỉ cần phát tâm ăn chay trường rồi phóng sanh, thì quý vị sẽ thấy cái bệnh quý vị nó đứng lên liền. Cái cảm giác như mình không có còn sợ nữa. Tại con người chúng ta thường lo sợ là gì? Cái tâm sát sanh lo sợ. Giống như mình chuẩn bị giết người thì cái người mà làm mình sắp sửa bị giết mình sợ dữ lắm. Thì cái quả báo là nó làm cho mình sợ. Còn con vật mà mình chuẩn bị giết nó là nó sợ lắm. Nên cái quả báo là mình phải lo sợ.
Nên khi mình ăn chay phóng sanh là giúp cho mình yên tâm, không còn lo sợ. Nên quý vị biết rằng là khi bệnh đau này kia là mình ăn chay phóng sanh niệm Phật thì tức khắc đặc biệt lắm. Nên hôm nay cái lễ chúng ta tổ chức là mỗi buổi đều có phóng sanh, nên rồi cúng đĩa thực. Nên tất cả quý vị về đây là cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ và hương linh thai nhi đều được hưởng tài thọ thực và lợi ích lớn vô cùng vì cái công đức này. Nên chúng ta đọc tam quy y cho những con chim xong, rồi chúng ta niệm Phật thả, rồi những chú chim này ở lại trong chùa xung quanh đây nghe danh hiệu Phật, khi bỏ thân này hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vui vẻ hoan hỷ, vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.